video này ấy, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một loạt các cái cây trà lự. Trà lự ạ. Bông hoa màu đỏ và không có nhị nhé bạn nhé. Cây chít chít chỉ lự. Cái chiều cao của các cái cây này để mình đo cụ thể cho bạn xem nhá. Cao khoảng tầm 45 đến 50 cm tùy cây nhé bạn nhé. Ví dụ như cây này cao hơn này. Đó, 50-55 này. Đấy. Được chưa ạ? Đây là chiều cao. Còn cái đường kính tán của nó thì khoảng tầm 35-40. 35 ạ. 30-35 cm nhé bạn nhé. Rất là sai nụ. Các cây trà như này đến Tết nó mới nở nhé bạn nhé. Tết dương lịch. Một số bông thì nó sẽ nở sớm hơn, gọi là trước đấy khoảng 1 tuần đến 1 tháng thôi ạ, chứ còn cũng không sớm hơn quá. Một năm thì cây trà này chỉ có một mùa hoa thôi nhé. Nở khoảng tầm cuối tháng 12 đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cái chậu cây trà rất là đẹp như này. Số lượng thì rất là nhiều ạ. Còn rất nhiều các cây ở trong này nữa. Thì mình điểm ra một vài cái cây như thế, nhặt ra để cho bạn nhìn cho rõ. Còn ở trong này thì nó sẽ di rít vào nhau thì làm cho chúng ta khó nhìn hơn. Ngoài cái trà lựu như này thì nhà mình còn có các cái loại trà khác, ví dụ như là trà cung đình, thâm hồng bát diện, lựu điểm tuyết, trà thơm, trà bạch nhật và phấn nhật. Các bạn có thể tìm ở các cái sản phẩm khác trong cùng gian hàng ạ. Đường link đến các website bán hàng của nhà mình thì bạn có thể tìm thấy ở phần mô tả của video này ạ. Cảm ơn các bạn nha.